ok cho em ha. Đó, rất là nhẹ nhàng ha. Bóp cái là xì bánh liền ha. Đó, đứng bánh liền. Rồi anh nào ha. Chào anh em Super Dream nha. Mình đã gắn xong phun cái bộ đĩa nít sinh nhật cho chủ xe ha. Thì xe này thì mình gắn thay phun cái phục mới cho chủ xe ha. Phục mới nè. À, đĩa mới chủ xe nha. Này mình đi đĩa lớn nha. Đó, đĩa 220 ha. Phun heo dầu mới chủ xe luôn. Đó, đang tiến hành gắn vô luôn. Thay cái đùm nha, thay đùm bộ câm mới chủ xe. Đó, niền thì vẫn giữ lại cái niền cũ của chủ xe nha. Thay niền, thay đùm, bạch đạn, ống chỉ. Đó, nói chung là có mình này mình đi chủ xe là cái con mét luôn nha. Con mét là đi phun cái bộ luôn. Đó, là gắn con mét lại luôn. Chia con mét ha. Đó, lên phun vàng cho chủ xe luôn nha. Thì gắn là giống như đi đủ cho anh em luôn nha. Không phải chế cháo hết ha. Thay dầu thì mình gắn đây. Đó, thay dầu đây ha. Rồi. Còn anh em thích gắn ở đây vào đây cũng được, hoặc thích gắn Ben Vision đây cũng được thì cứ báo mình ha, bên mình sẽ nhận làm hết cho anh em từ A tới Z. Đó. Thì bắt cái rổ nữa mình sẽ test xe cho anh em thôi. Cấu hình là gắn gọn nhẹ như rin cho chủ xe nha. Đó. Thắng là bao ok, pedal là bao cao cho anh em ha. Nhẹ nhàng nha. Đó, anh em mà muốn làm đĩa trước đĩa sau thì cứ qua bên độ xe Việt Nam ha, bên mình sẽ nhận làm cho anh em. Bao gửi cho anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em nha. Rồi, chào anh em Super nha. Test thử cái thắng quẩn đĩa trước mình mới lắp xong cho anh chủ xe nha. Phun cấu hình bộ đĩa trước nha anh em. Thắng bao ok cho anh em ha. Đó, rất là nhẹ nhàng ha. Bóp cái là xì bánh liền ha. Đó, đứng bánh liền. Rồi anh nào ha. Chạy nó yên tâm ha. Chạy là có thắng trước mình thắng nó nhẹ nhàng mà ăn bánh mình chạy yên tâm mình chạy. Còn như thắng đùm thì thắng nó chui anh em ha. Ok nha, đánh là nhịp điện ha. Ok, chào anh em nha. Rồi, chào anh Kiệt. Quá nhẹ nhàng nha. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ với đội xe Việt Nam ha. Anh em có nhu cầu là thắng đĩa trước cho rim với qua bên đội xe Việt Nam nha. Mình nhận làm cho anh em. Còn anh cho anh em thì gói này là 1 năm nha.